Chào cả nhà nhé. Hôm nay nhà Su quay ba chỉ với quay zombie này. Chiều quay mấy mẻ rồi. Khách làm rất là nhiều nhé. Món này thì ăn kèm với dưa chua, nhà Su muối, dưa bắp cải, hữu cơ kèm nhé. Ăn rất là ngon. Đấy, mọi người nhìn là vì rất là giòn luôn này.